Và tiếp tục là video về cách lắp đặt cũng như là điều khiển công tắc bằng ứng dụng trên điện thoại. Thì hôm nay là chúng ta sẽ đến với một thương hiệu công tắc cũng rất là được ưa chuộng vì thiết kế rất là sang trọng và cũng như là giá thành rất là phải chăng. Và như các bạn cũng thấy thì trên tay mình đây là một chiếc công tắc đến từ thương hiệu Zavis. Đây là công tắc thông minh được điều khiển bằng sóng Wi-Fi nha các bạn. Và chúng ta cùng xem bên trong hộp có gì nhé. Và bên trong hộp công tắc này thì có một tờ hướng dẫn sử dụng và công tắc chính ở đây, và mấy con ốc để chúng ta bắt cái công tắc, và cũng không có nhiều cả. Rồi, mình sẽ để hộp sang một bên và tập trung vào phần chính, đó chính là công tắc switch này. Và đây là chiếc công tắc hai nút, và mình nhắc lại là sử dụng bằng sóng Wi-Fi nha các bạn. Nói sơ qua về thiết kế thì công tắc này có thiết kế hình chữ nhật rất là chắc chắn với lớp kính cường lực rất dày ở phía trước, và logo Zavis được đặt ở góc dưới như thế này. Và mặt sau thì cũng giống như là những chiếc công tắc thông minh khác, có ký hiệu JL là dây lửa, N là nguồi ở đây, và các vị trí để đấu đèn cũng như là các thiết bị điện như thế này. Về thiết kế thì mình đánh giá rất là cao em công tắc switch này. Ở mặt kính phía trước rất là dày và cảm giác rất là an toàn. Mình sẽ tháo miếng chống chày này ra cho các bạn xem. Thì thật sự mặt kính rất là sáng bóng và sang trọng. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp dây cắp nguồn vào công tắc. Và ở đây mình cũng có chuẩn bị thêm một em loa Google Home Mini để điều khiển bằng giọng nói. Và để xem so với công tắc Lumi ở video trước thì độ nhạy cảm ứng cũng như là điều khiển trên ứng dụng có dễ dàng hơn hay là không. Tiếp tục video thì chúng ta sẽ đến phần lắp đặt nguồn cũng như là kết nối đèn vào công tắc. Và bước đầu tiên sẽ là kết nối dây để cấp nguồn cho công tắc switch. Hiện tại mình đã chuẩn bị sẵn ổ điện coi như là nguồn điện và chui cắm sẵn ở đây. Và việc của mình là kết nối dây điện vào công tắc thông minh Zavis này để cấp nguồn cho nó. Ok, và như mặt sau của công tắc này thì các bạn sẽ thấy chữ L là dây lửa, N là dây nguội. Và tương ứng với nguồn điện của chúng ta, đâu là bên lửa, đâu là bên nguội, để chúng ta có thể đấu dây và cấp nguồn cho chính xác. Và cũng giống như là công tắc Lumi ở video trước mình đã nói, thì chúng ta xác định cũng rất là đơn giản thôi. Chỉ cần một cây bút thử điện và cắm vào hai lỗ của cái ổ điện. Bên nào bút thử điện sáng đèn là dây lửa, có nghĩa là có điện, và ngược lại, bên kia là dây nguội là không có điện, để chúng ta nhớ và cấp nguồn vào công tắc cho nó chính xác. Ok, và mình sẽ nối dây để cấp nguồn cho công tắc ngay bây giờ. Và như vậy là mình đã đấu dây xong vào công tắc. Hai dây lửa và dây nguội chia ra rõ ràng như thế này để xác định nguồn, và tương ứng chúng ta sẽ cắm vào ổ điện để cung cấp nguồn. Ok, và như vậy là mình đã cấp nguồn thành công cho công tắc. Do video sáng quá nên có lẽ các bạn sẽ không thấy rõ công tắc có đèn màu xanh sau khi được cấp nguồn. Và chúng ta thử bật tắt xem như thế nào nhé. Và đèn đã chuyển sang màu đỏ, nghĩa là công tắc đã bật lên như thế này. Các bạn có thể nghe tiếng tách tách khi mà đóng mở công tắc, rất là đã tay. Và như vậy là chúng ta đã xong phần đầu tiên là kết nối nguồn vào công tắc, và tiếp theo là chúng ta sẽ lắp đèn vào công tắc switch. Nhưng trước khi lắp đèn vào công tắc thì bạn nên rút nguồn điện ra để đảm bảo an toàn. Và mình thì cũng đã chuẩn bị sẵn đèn ở đây rồi, và chúng ta chỉ việc đấu dây vào công tắc mà thôi. Như vậy là chúng ta đã đấu xong đèn vào công tắc, và giờ thì đến lúc ghim điện lên để kiểm tra. Và chúng ta thử bật lên xem nó có thành công hay chưa nhé. Và như vậy là chúng ta đã kết nối thành công nguồn điện và đèn vào công tắc. Về độ nhạy cảm ứng khi bật tắt đèn thì mình đánh giá là công tắc Zavis cũng rất là tuyệt vời.
bật tắt nhẹ nhàng và gần như là không bị delay, rất là tuyệt vời. Và giờ chúng ta sẽ đến với phần quan trọng nhất khi mua những chiếc công tắc thông minh là điều khiển và sử dụng bằng ứng dụng trên smartphone. Và công tắc Savit này được sử dụng bằng app Savit Home, các bạn có thể tải và cài đặt trên CH Play hoặc App Store. Cho mình đã tải và tạo tài khoản rồi nên mình sẽ mở lên luôn. Và đây là giao diện chính của ứng dụng Savit Home. Giờ thì chúng ta sẽ thêm thiết bị. Nhấn nút menu ở trên góc phải và chọn một thiết bị. Và nhấn vào dấu cộng ở trên góc. Và do đây là công tắc Wi-Fi nên chúng ta sẽ chọn một Wi-Fi. Sau đó chọn Wi-Fi nhà chúng ta đang sử dụng và nhập mật khẩu vào. Và các bạn sẽ thấy dòng ghi chú ở đây là giữ một nút bất kỳ trong vòng 10 giây. Sau đó thả tay ra rồi nhấn nút tìm kiếm. Đây là bước reset lại công tắc để thêm thiết bị nha các bạn. Rồi và chúng ta làm theo, giữ tầm hơn 10 giây để reset lại công tắc. Sau khi nhấn giữ xong thì chúng ta tiếp tục nhấn nút tìm kiếm để quét thiết bị. Ok, là như vậy là chúng ta đã quét thành công rồi nha các bạn. Như các bạn thấy thì tên công tắc, mã sản phẩm, kết nối đồ nó hiển thị lên đầy đủ thông tin ở đây. Và dưới là Switch 1 và Switch 2 là hai nút của cái công tắc Savit 2 nút này của chúng ta. Và cuối cùng là chúng ta sẽ nhấn lưu. Và tiếp tục thì chúng ta nhấn vào các Switch để thêm vào phòng. Ở đây là chúng ta chọn vị trí chúng ta muốn đặt công tắc vào. Và do mình chưa tạo phòng nên là không có vị trí nào ở đây cả. Nên chúng ta sẽ quay lại tạo phòng cho thiết bị. Ok, và chúng ta sẽ trở lại phần menu và chọn vào một phòng và sau đó nhấn dấu cộng để thêm phòng. Giờ thì bạn đặt tên phòng tùy ý và nhấn lưu là xong. Giờ thì chúng ta vào lại phần thiết bị để thêm công tắc vào. Chọn Switch 1, sau đó chọn một thiết bị và chọn phòng mà chúng ta vừa tạo xong. Tiếp tục nhấn lưu. Và tiếp tục ở Switch 2 cũng tương tự như vậy luôn. Và chúng ta sẽ trở lại phần giao diện chính thì thấy hai công tắc của chúng ta đã thêm vào ở ngoài như thế này. Và mình sẽ thử bật tắt cho các bạn xem. Và ok, như vậy là mình đã cài đặt và điều khiển thành công công tắc Savit trên ứng dụng Savit Home. Và ngoài ra trong ứng dụng này thì chúng ta cũng có thể làm được nhiều thứ như là cài đặt hẹn giờ cho công tắc. Ngoài ra là khi bạn có nhiều sản phẩm thông minh khác của Savit thì bạn có thể dễ dàng set up và tạo nhiều ngữ cảnh thông minh khác nhau tùy vào cái nhu cầu sử dụng của mình. Và như vậy là cơ bản mình đã lắp đặt thành công cũng như là kết nối với app để điều khiển từ xa và tắt mở qua điện thoại như thế này. Ok, và cuối cùng thì chúng ta sẽ liên kết và điều khiển bằng giọng nói thông qua loa Google Home Mini mình đã chuẩn bị sẵn ở đây. Và để điều khiển bằng giọng nói công tắc Savit này thì bạn phải sử dụng ứng dụng Google Home để liên kết với Savit Home. Và ở đây là mình đã liên kết và ạc sẵn vào rồi. Và để dễ điều khiển thì mình sẽ đổi tên Switch 1 thành Light 1 cho dễ đọc. Và giờ thì mình sẽ thử bật tắt trên app Google Home để cho các bạn xem nhé. Ok. Thế nhưng mình thấy là so với app Savit Home thì độ phản hồi bật tắt trên app Google Home có phần trễ hơn một chút nhưng cũng không quá nhiều, vẫn ở mức tạm ổn. Bởi vì phần quan trọng nhất của chiếc loa Google Home Mini này chính là điều khiển bằng giọng nói. Và mình sẽ thông tin đến các bạn là hiện tại loa Google Home Mini chưa hỗ trợ bằng tiếng Việt nên là chúng ta hiện tại chỉ có thể ra lệnh về tiếng Anh mà thôi. Ok, và mình sẽ thử ra lệnh bằng tiếng Anh em loa này để cho các bạn nghe nhé. Ok Google, turn on the light one. Sure, turning light one on. Đấy, là như các bạn đã thấy là đèn đã được bật lên rồi và chúng ta ra lệnh cũng rất là dễ dàng bằng một cái câu lệnh đơn giản mà thôi. Ok Google, turn off the light one. Sure, turning light one off. Đấy, rất là nhanh thôi.
và mình cảm thấy là điều khiển bằng giọng nói tắt mở thậm chí nó còn nhanh hơn là mình bật tắt trên app của Google Home nữa. Ok, và như vậy là chúng ta đã hoàn thành việc lắp đặt cũng như là kết nối trên ứng dụng Service Home để điều khiển và điều khiển bằng giọng nói thông qua loa Google Home Mini. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo về công tắc thông minh để phục vụ cho nhà thông minh của chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại.